rất cảm ơn các anh chị đã bớt chút thời gian đến với công ty Hầm Rượu Việt Nam ngày hôm nay. Tên đầy đủ của công ty bên em là công ty Hầm Rượu Việt Nam. Hiện tại bên em là có 9 cơ sở toàn quốc, 4 cái ở Hà Nội, 1 cái ở Đà Nẵng, 3 cái ở Hồ Chí Minh, 1 cái ở Nha Trang sắp khai trương. Hiện tại thì bên em là top một trong những công ty hàng đầu về nhập khẩu và phân phối rượu vang, bia nhập khẩu, whisky nhập khẩu và một số các loại thực phẩm. Ví dụ trên bàn thì chúng ta thấy là có salami này, đó, rồi bơ, rồi ô liu. Hiện tại bên em khoảng 1.200 dòng. Wow. Từ tất cả các quốc gia sản xuất rượu vang, từ châu Âu, rồi châu Mỹ, châu Úc, Nam Phi, đầy đủ cả. Và tiêu chí của bên em là luôn đưa đến tay khách hàng những cái chai rượu vang ngon nhất. Cho nên là để được có được những cái sản phẩm như mà trên bàn anh chị nhìn thấy đây, bọn em đã phải thử và chọn từ hàng trăm hàng nghìn mẫu rượu khác nhau. Dạ. Đó. Như anh chị nhìn thấy là hôm nay chúng ta sẽ thưởng thức một chai đến từ vùng Saint-Émilion. Dạ. Của Pháp. Đặc trưng của vùng này là sự kết hợp tuyệt vời giữa hai giống nho là Merlot và Cabernet Sauvignon. Yeah. Người ta ví Merlot giống như là một người phụ nữ. Yeah. Rất là đầy đặn. Đấy. Rất là thông minh, tình cảm. Còn Cabernet Sauvignon thì giống như một người đàn ông. Bởi vì sao? Cái giống nho này nó trồng ở rất nhiều nơi trên thế giới. Nó có thể thích hợp với nhiều loại thổ nhưỡng và khí hậu. Yeah. Và nó luôn có cái sự phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên thì mỗi một vùng đất nó sẽ cho ra một cái vị hoàn toàn khác nhau. Tức là chúng ta đang thưởng thức một chai rượu vang của tình yêu sự kết hợp giữa một người phụ nữ và một người đàn ông. Ok, em nói sơ như vậy thôi. Mà em thắc mắc là 1850 có nghĩa là sao anh Dũng hả? À, là cái lâu đài Saint-Émilion này là ra đời từ năm 1850. Wow. Long long time. Với rất nhiều các sản phẩm khác nhau. Như chúng ta đã biết thì là ở Pháp ấy, nó chia ra là vùng Bordeaux và Burgundy. Thì Bordeaux là một vùng rất là rộng lớn. Trong cái vùng Bordeaux đấy nó có hàng trăm lâu đài khác nhau, mỗi lâu đài có hàng trăm dòng rượu vang khác nhau. Đó. Và cái vùng Saint-Émilion này là một trong những vùng có những cái sản phẩm rượu vang mà được người Việt khá là ưa chuộng. Yeah. Tên đầy đủ của chai này là chai Santo Tabuto. Và xu thế của rượu vang trên thế giới bây giờ là vang organic và biodynamic, là những cái dòng vang sạch. Yeah. Tức nghĩa là người ta sẽ không có sử dụng những cái organic luôn. Wow, đỉnh à. Dạ. Không sử dụng những cái loại chất học hóa chất là, các kiểu thuốc trừ sâu để mà ảnh hưởng đến cái chất lượng của nho. Đây là uống những chai rượu vang này thì rất là tốt cho sức khỏe. Đó là lý do mà em khi nghe nói là Wisela thì cái hệ thống này là khi mà muốn rượu vang là họ sẽ chọn ngay tất cả các cái đại lý của Wisela trên cả nước luôn, chứ không phải là ở thành phố Hồ Chí Minh không. Đúng rồi. Hiện tại là có 4 cơ sở Hà Nội. Dạ. Và một trong những cái vị khách mà em thấy hay thường sử dụng của Wisela nhất là đôi tình nhân trẻ này nè mọi người. Rồi là đó, Phúc và Hoa Hậu Anh Thư. Hoa Hậu Anh Thư là một trong những khách hàng thân thiết của công ty Hầm Rượu Việt Nam. Hôm nay thì có thêm Hoa Hậu Mỹ Vân nữa. Có thêm Hoa Hậu Mỹ Vân nữa, hy vọng là anh chị có một buổi tối. Chắc là em mời chị thử và chị cảm giác như thế nào về cái chị hay uống rượu vang nổi tiếng trên toàn thế giới, chị thử nha. Em sẽ cho mọi người thử coi là hôm nay mọi người sẽ cảm thấy như thế nào. Dạ em sẽ. Dạ vâng, em mời chị Anh Thư và anh Dũng và anh Phúc. Dạ, thử nha mọi người. Như chúng ta đã biết là rượu vang ngon nhưng mà nó phải đi kèm với cả những cái đồ ăn phù hợp cũng như là ly. Dạ. Hiện tại là công ty Hầm Rượu Việt Nam thì sử dụng cái loại ly số 1 thế giới là ly Lidl. Dạ vâng. Hãng ly này là số 1 thế giới. Thì khi mà những cái ly bình thường á, chúng ta có thể cảm nhận được hương thơm, nhưng mà đối với cả cái hãng Lidl này là người ta luôn nghiên cứu tạo ra những cái sản phẩm ly mới để mà cho chúng ta được cái cảm nhận về cái vị rượu vang và hương rượu vang được sâu sắc nhất, được rõ rệt nhất. Dạ. Em hy vọng là không phải là 1 phút mà là 4 phút nãy giờ mọi người nghe nó rất là giá trị và quý báu. Cho nên mọi người đừng có ngần ngại tới bất kỳ một hệ thống nào của Wisela trên cả nước, và đặc biệt ở thành phố Hồ Chí Minh thì Tục Phúc đang ngồi ở 253 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường mấy quận? Phường Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh nha mọi người. Có trụ sở nữa là 188 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Cao, quận 1. Dạ. Yeah. Một chi nhánh sắp khai trương ở 58 đường Song Hành, thành phố Thủ Đức. Trời ơi, quá đỉnh. Dạ vâng, tuyệt vời nha. Cái đó là chỉ là tại thành phố Hồ Chí Minh thôi. Dạ. Chứ còn các nơi nữa thì Đà Nẵng cũng có, Nha Trang cũng đang làm. Thì em nói là cả nước mà em nói là không qua Sơn La cả nước. 178 Nguyễn Văn Linh. Nha Trang là số 15 đường Hai Bà Trưng. Dạ. Sau khi uống xong Hồng Mỹ Vân say rồi hả chị? Mới có nhấp. Chị say vì rượu hay là say vì ông chủ ạ? À? Chị chia sẻ thêm một tí.
hỏi toàn câu khó trả lời quá Phúc. Phải trả lời được nè, ứng xử Hoa Hậu. Sao như vậy? Dạ xin mời Hoa Hậu, anh Thư không cần cứu giúp nha. Cái đó người ta, người ta cũng là Hoa Hậu, người ta cũng là Hoa Hậu, người ta biết cách để trả lời. Em thấy các say vậy nó say you well. Dạ say you well. Ngon quá anh Dũng ơi, em thấy là các cái rượu hoặc là cái hệ thống của Wasela rất là tinh tế, là chăm chút từ cái ly cho tới cái vị trí ngồi và những cái, như là mọi người thấy cái bức tranh cũng rất là đẹp luôn. Yes. Và muốn biết thì có thể truy cập vào YouTube của Hoa Hậu Mỹ Vân Canada, fanpage của thẩm mỹ viện Anh Thư hoặc là YouTube MC Dư Hồng Phúc nha mọi người. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người clip sau. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Phúc ơi, hôm nay uống nhắc là với ngày mai phải ra Vũng Tàu uống. Ngoài ra từ siêu cái chai này là Two Hands Sexy Pick. Mà phải có hai nụ hôn thì mới được đúng không? Rồi chai này có xuất xứ như thế nào hả Dũng? Chai này là đến từ một nhà làm rượu rất là nổi tiếng ở Australia, McLaren. Một chai là sự kết hợp tuyệt vời giữa Cabernet Sauvignon và Cabernet Franc một chút. Chai này độ nó rất là lẻ, nó lẻ đến cái mức độ mà mọi người sẽ dễ rất là bất ngờ. Bình thường nó sẽ là ví dụ 14 này, 14 độ rưỡi là 15, 15 rưỡi, nhưng chai này là 14,1 độ. Xoay cho anh xem luôn. Yes. Nhiều anh chị thì cứ nghĩ là gì lúc nào cũng phải là dùng cái nút đũa sồi, nhưng mà bản thân ở nước Úc ấy là người ta không có nhập cái gỗ sồi, bởi vì ở Úc không trồng được cái cây gỗ sồi để mà làm cái nút bẩn. Ở Úc thì là những chai đắt tiền hay rẻ tiền họ đều dùng nút xoáy hết, chứ không phải là những chai nút xoáy là không có ngon. Chúng ta hãy thưởng thức đôi bàn tay sexy beast, nụ hôn trên bãi biển. Vì mọi người đều biết là Úc là một đất nước mà có đường bờ biển rất là dài giống New Zealand. Two Hands để làm ra một chai rượu ngon. Để làm ra một chai rượu ngon nó sẽ phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Nó phải là sự sáng tạo, kiến thức của người làm rượu, niềm đam mê của những nhà thiết kế những cái chai rượu. Em mang anh chị thấy từ nãy giờ tất cả chai đều thiết kế khác nhau mà dù dung tích giống nhau, đúng không? Rồi sự vất vả, mồ hôi và nước mắt của những người trồng nho nữa, người hái nho nữa, rất nhiều thứ. Dũng nghĩ là sau chai thứ tư là kiểu được tha thứ. Thì em chiều anh quá là anh hư, tới chai thứ tư này là hư đúng không? Chai này là chai tình yêu rồi. Phôi lớp rồi, tha thứ xong rồi quay lại với nhau. Em có thật với người ta không? Khi chai thứ tư này em có thật với người ta không? Hay là em vẫn kiểu gian dối? Không thật chứ. Tại vì là kiểu đàn ông tham lam lắm chị Thư, khi mà người ta tha thứ xong á. Cái đấy let it be, cái đấy tùy chịu. Bắt đầu là kiểu quậy rồi đó. Dạ. Nhưng mà nó sẽ chát lại. Hay nó vẫn thanh, ngọt thanh. Em muốn anh tự cảm nhận. Ok. Yeah. Anh chờ Dũng. Có nãy giờ từ Phúc uống 4 chai này mọi người, 4 chai. Chai đầu tiên là kiểu thanh thoát ngọt ngào. Hai là đậm đà và kiểu hơi bị gợn. Chai thứ ba thì hơi gắt luôn, gắt cộng mà chai thứ tư trở lại mạnh mẽ, tươi trở lại ngọt, nhưng ngọt cái kiểu vị mà cá tính. Yeah. Và vẫn là đậm đà, nhưng tới chai thứ năm này thì đang đợi cái là cái gì? Two hands, sexy beach.
Nụ hôn đắm đuối à? Nụ hôn ở bờ biển. À, nụ hôn bờ biển. Hôn bờ biển. Trong khi chuẩn bị mình thưởng thức cái chai này. Đâu đây đây đây. Chúng tôi vẫn còn lại là vẫn hậu Anh Thư, anh Phúc, hoa hậu Mỹ Vân, hậu Bích Hà. Kệ đi. Kệ đi. Hậu, yeah. Em là hậu Bích Hà Sa. Em là hậu Bích Hà Sa. Chờ, đổ hết luôn á. Chai này là tới từ Úc nha mọi người. Giết em bằng từ tiếng hát của anh. Chai này em nói bao nhiêu độ? 14.1. Nó giảm từ từ xuống. Không phải giảm từ từ, mà em muốn cho là mọi người trải nghiệm một cái chai mà độ rất là lẻ. Đây là do cái cách làm rượu của người ta, cách cho cái con men vào bằng cách lên men tự nhiên. Bình thường nó sẽ là 14, 14.5, mà cái này là 14.1, rất là hay. Cái là mua rượu là bình thường, nhưng mà cái nghe cái câu chuyện mà cái những cái level tăng dần ở rượu thì mọi người chỉ đến 2, 3 năm kỳ khởi nghĩa, phường Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, yes, để hiểu được là Wasela gửi tới cho mọi người những cái câu chuyện như thế nào. Hoặc là đến 188 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Cao, quận 1. Anh đang có Dũng không? Em lúc nào có ở đấy. Em ở đấy cho ai ở đây? Thì anh chị ở đây, em lại ở đây. Ok nha mọi người. Ra mình rồi nè. Anh Dũng. Và rồi mùa thu qua, trống đây buồn vui, vui lòng mình băng giá, tháng năm lặng trôi, chỉ còn đêm nay hay đến bên anh, chỉ còn đêm nay hay đến bên anh. Nếu ngày mai bước chân em về, một xác lá rơi bên hè, mùa đông tái tê.